TV xin chào tất cả các chị ạ. Hôm nay em Như có một cái phơm dán đầu mà em nghĩ là chị em nào nhà mình cũng ưng ý hết. Đó là phơm suông, tại vì phơm suông này nó sẽ che đi đủ khuyết điểm cho các chị em nhà mình rất là nhiều. Nào là phần bắp tay nè, phần bụng nè, phần hông và cả cái phần đùi to của mình luôn. Mẫu đầu em đang mặc là một cái tông màu xanh đen, vừa nhã nhặn vừa làm thon gọn gàng cho mình. Có mã số sản phẩm là TTV567. Và hôm nay giá tri ân của em đầm này dành cho các chị nhà mình đang coi video này của em là 375.000. Nhưng nếu như mình xem và mình có chia sẻ thì sẽ được hỗ trợ giảm giá thêm 20.000 và miễn luôn cả phí vận chuyển cho các chị nha. Mẫu đầm này em thiết kế dựa trên chất liệu vải, đó là vải tuyết mưa cao cấp, phơm suông và cái tông màu nó rất là nhã nhặn. Kèm thêm cho các chị nhà mình hai cái điểm nhấn, đó là hai cái khóa kéo ở đây. Khi mà các chị để như thế này nó sẽ tạo điểm nhấn thêm cho đầu. Còn mình muốn đựng điện thoại hoặc là mình muốn đựng tiền này nọ thì mình chỉ cần kéo khóa kéo ra thôi, nó sẽ là một cái túi cho các chị nha. Dây kéo thì bên em vẫn thiết kế ở phía đằng sau lưng để giúp cho mình dễ dàng thoải mái diện mẫu đầm TTV567 này ạ. Size từ 45 cho tới 75-76 cân cho các chị, tương đương là SML 1X 2X và 3XL cho em. Nếu như mà chị nào nhà mình ở gần các cái chi nhánh của nhà TTV thì mình có thể ghé liền chi nhánh, đó là 817 Quang Trung, phường 12, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh, hoặc là 439 Lũy Bán Bích, phường Hiệp Tân, quận Tân Phú, và 22 Phú Lợi Phú Hòa, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương để xem cái sản phẩm TTV567 này của em. Còn chị nào nhà mình ở xa và mình không ghé cửa hàng được thì có thể đặt hàng lên trên cái bài viết này theo cú pháp, đó là TTV567, kèm cho em là màu xanh và số điện thoại. Các bạn chuyên viên bên nhà em sẽ liên hệ lại tư vấn và chốt đơn hàng cho các chị nhà mình nhé. Tông màu mà em Nhung đang mặc thì không biết là các chị nhà mình đã có trong tủ đồ của mình chưa. Nếu như mà cái làn nước da của chị em nào nhà mình hơi ngâm nè, hơi bấn bật nè, thì các chị có thể chọn ngay cái tông màu kem em Nhung đang mặc nha. Tại vì nó sẽ giúp tô được cái làn da của mình. Và với thiết kế phơm suông thì em nghĩ là chị nào tuổi trung niên, phần bụng của mình nó cũng khá là to đúng không ạ? Những cái phơm suông như thế này nó sẽ giúp cho mình che được cái khuyết điểm đó. Thiết kế dựa trên chất liệu vải tuyết mưa cao cấp đứng cái phơm đầu của mình. Và cái chất liệu vải này phải nói là nó vừa thoải mái nè, nó vừa nhẹ và nó có độ co giãn cho các chị nữa. Nên là có thể diện mẫu đầm này đi chơi, đi tiệc hoặc là mình có thể diện mẫu đầm này đi du lịch đều ok hết. Sản phẩm em đang mặc là TTV567, giá của em đặt này là 375.000 và ngày hôm nay em sẽ tri ân cho các chị nhà mình còn 355.000 và miễn luôn cả phí vận chuyển. Nếu như mà chị nào nhà mình ở xa đặt hàng online cho nhà TTV thì sẽ được miễn ship luôn nha. Còn chị nào nhà mình ở gần và muốn xem cái sản phẩm TTV567 này có thể ghé liền ba chi nhánh của nhà em là 817 Quang Trung, phường 12, quận Gò Vấp, 439 Lũy Bán Bích, phường Hiệp Tân, quận Tân Phú, và 22 Phú Lợi Phú Hòa, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương để có thể là trải nghiệm sản phẩm và mặc coi là cái em đầm này nó có phù hợp với mình hay không nha. Đừng quan tâm lo lắng vì size của nhà em sẽ có cho các chị từ 45 cân cho tới size 75 cân mình có thể diện vừa. Nhanh tay để lại giùm em cú pháp đặt hàng là TTV567, kèm cho em là màu kem và số điện thoại. Bên em sẽ có nhân viên liên hệ lại tư vấn và chốt đơn hàng cho các chị nhà mình. Cảm ơn tất cả các chị đã xem hết video này của nhà TTV. Và các chị ơi hãy nhớ nhấn vào nút đăng ký để có thể nhận được thật là nhiều thông báo của nhà em. Và nếu như mà chị em nào nhà mình ưng ý sản phẩm của nhà TTV, hãy để lại cho em xin mã sản phẩm cộng màu và thêm giùm em số điện thoại. Các bạn chuyên viên bên nhà em sẽ liên